Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Minh Hùng ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư phụ bố thí pháp cho con về cân bằng ngũ căn ngũ lực, vì con vẫn hiểu chưa rõ ràng trong việc hành thiền để đạt được sự lợi lạc ạ. Ngũ căn ngũ lực trong cái lúc hành thiền đúng là có cái pháp ngũ căn ngũ lực này quan trọng, nhưng mà cũng có người sẽ biết cách quân bình, có người không biết cách quân bình. Ngũ căn là tín tấn niệm định tuệ, và nó cần được quân bình nhé, nó cần được quân bình với nhau, tức là mình có niềm tin vào cái con đường tu tập của mình, niềm tin giáo pháp, niềm tin vào cái sự thực hành thiền này, đấy là tín. Nhưng mà không phải là mình tin một cách mù quáng, mà mình tin có chọn lọc, có lựa chọn, có trí tuệ, hiểu biết cái gì đáng tin và cái gì không đáng tin. Tin nó có giới hạn chứ không phải là tin vô hạn, không phải ai nói gì cũng tin, mà tin có suy xét, biết rằng à cái này đúng phù hợp với pháp, đúng pháp của Phật mình nên tin thì được. Còn những cái người nào nói ra một cái pháp gì đó nó không có trong kinh điển mà mình cũng tin thì đấy là mê. Vậy nên là tín cần phải quân bình với tuệ, là niềm tin đừng có quá mù quáng, và tuệ cần quân bình với tín, tức là cái người có trí tuệ mạnh quá thì không tin một cái gì cả, ai nói ra cái gì cũng suy xét, cũng phân tích, sau là nghĩ rằng mình phải mắt thấy tai nghe tường tận, suy luận phân tích đánh giá được vấn đề mới tin, thì cái người đấy trí tuệ mạnh quá lại là chướng ngại. Có những cái mà mình cần phải tin vì mình chưa thấy, ví dụ như là có những cái người nói rằng có con đường để đi đến Niết Bàn, thì đó bảo bao giờ tôi thấy Niết Bàn tôi mới tin, tôi mới đi, thì người đó không bao giờ thấy, thì mình không đi sao bao giờ mình thấy được, không đến nơi sao thấy được Niết Bàn. Vậy có những người nói là có thiên đường, có địa ngục, nhưng cái người lý trí mạnh quá, khi nào tôi thấy thiên đường tôi mới tin, tôi thấy địa ngục tôi mới tin, mà tôi không thấy tôi không tin, thì cái người đấy lý trí mạnh quá. Lý trí mạnh quá như thế trở thành một cái người náu cá, một cái người bất thiện, và cái lý trí mạnh đấy nó sẽ làm cho cái người đấy không có tin những cái pháp thượng nhân, và cái người đấy sẽ là chướng ngại, không có thực hành pháp được. Vậy có những cái mình phải tin, và được rồi tôi tạm thời tin và tôi sẽ thực hành xem sau này tôi có thấy những điều đó không, đấy thì được. Vậy thì mình có phải có tín và có tuệ, hai cái này nó được quân bình với nhau, đừng có mạnh về đức tin quá nhưng cũng đừng có mạnh về ý chí quá, hai cái này phải quân bình vừa phải. Cái thứ hai là tiên quân bình giữa tinh tấn và định. Tinh tấn ở đây là một cái người mà tu tập, nhất là hành thiền, mình phải rất là tinh tấn, cố gắng nỗ lực hết mình, nhưng cũng đừng tinh tấn quá nó trở thành thái quá, nó trở thành bị mệt mỏi, bị căng thẳng và bị đuối sức lúc nào không hay. Mình sẽ bị gục ngã khi mình chưa đến đích, như một cái người cố sức chạy chạy lúc đứt hơi chết giữa đường chưa đến nơi. Như vậy cái hành thiền cũng thế, cũng tinh tấn vừa thôi, tinh tấn quá mình sẽ kiệt sức đến lúc sinh ra bệnh tật, nên không còn sức để mình sợ hãi chán nản để bỏ cuộc lúc nào không hay. Vậy cho nên là mình tinh tấn vừa vừa, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi một tí. Và tinh tấn nó được quân bình với định. Định ở đây là một cái trạng thái tĩnh lặng, một cái trạng thái nhất tâm, định tĩnh. Thì mình cần định đấy, nhưng mà định mà thái quá nó sẽ trở vào thụ động, nó sẽ trở vào bị mê mờ. Ví dụ như là khi mình chú tâm, mình nhất tâm quá, mình định tĩnh quá, một lúc sau cái tâm nó chìm xuống, nó trở thành vô thức. Và cái lúc đấy cái định nó mạnh quá, nó rơi vào vô thức là mình mất định, nó lại không có thành tựu được. Vậy cho nên là định nó cũng phải tinh tấn, tức là thỉnh thoảng mình cũng phải gắng lên một tí, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải định tĩnh lại một tí. Đấy là hai cái đấy nó quân bình với nhau, thì đấy là năm căn: tín tấn niệm định tuệ. Thì mình quân bình tín với tuệ, định với tinh tấn, còn niệm thì không cần quân bình với cái gì hết, niệm mình có mặt luôn luôn cần có mặt, đấy là gọi là năm căn. Còn năm nực, gọi là tín nực, tấn nực, niệm nực, định nực, tuệ nực, thì các căn này dần dần nó lớn mạnh lên thì nó trở thành lực. Ví dụ như là một cái người mới học đạo, niềm tin rất là yếu, nhưng học đạo một thời gian dài, thực hành một thời gian mình có kết quả rồi, niềm tin sẽ trở nên rất là mạnh mẽ. Thì đấy gọi là cái đức tin lúc đầu nó yếu, sau nó mạnh lên thì gọi là tín lực. Cái đức tin nó mạnh và hoàn hảo nhất là khi một người đó chứng được đạo quả, sơ quả, thì đức tin đấy mới trở thành tuyệt đối. Người chứng sơ quả rồi thì không bao giờ đức tin nó thay đổi. Còn những người mà phàm phu dù có tốt đến mấy nhưng mà niềm tin nó sẽ lúc này tin nhưng mà lúc sau sẽ nghi. Đấy, còn một bậc vào siêu thế người ta mới có đức tin tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Đấy gọi là tín lực. Thứ hai là tấn lực. Là cái người mới học đạo thì tinh tấn nó cũng yếu, chưa mạnh, nhưng mà một thời gian dài rồi thì cái tinh tấn nó sẽ mạnh dần lên. Đấy gọi là tấn lực. Niệm lực là cái chánh niệm vậy, lúc mới đầu mình mới thực hành cái chánh niệm nó lúc có lúc không,
sau đó nó sẽ mạnh lên, định lực là thế, lúc mới đầu cái định nó yếu, nó tăng dần lên, tuệ lực như thế, lúc mới hành thiền thì nó ít, mà sau đó mình sẽ tín tấn định niệm tuệ, nó sẽ càng tăng lên. Ý muốn nói là khi người mà có thực hành cái pháp thiền này thì cái tín nó sẽ tăng trưởng rất nhanh, tấn tăng trưởng rất nhanh, niệm định tuệ nó sẽ tăng trưởng rất nhanh, và nó sẽ trở thành tín lực, tấn lực, niệm định tuệ lực trong khi mà mình tu tập một thời gian. Đấy được gọi là năm căn năm lực là thế. Thank you.